Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Đạo Trưởng Chùa Hoằng Pháp. Kính bạch Đại Đức Thích Tâm Trường, trụ trì Chùa Hoằng Pháp. Kính bạch Chư Tôn Tịnh Đức Tăng, cũng như kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng tối nay chúng ta làm gì ạ? Dạ, tối nay mình tiêu nghiệp. Nhưng có tiêu nghiệp được hay không, nó phụ thuộc vào nhiều vấn đề và tâm thức của mình. Một tháng có bao nhiêu ngày ạ? Dạ không, một tháng có 30 ngày. Một tháng có 30 ngày chứ không phải 2 ngày. Một tháng có 30 ngày, trong 30 ngày đó có 2 ngày để chúng ta đến chùa sám hối tịnh nghiệp. Chắc quý vị cũng đã từng nắm và nghe qua những cái phương thức sám hối. Có bao nhiêu cách sám hối thưa đại chúng ạ? Ôn bài cũ nè, có bao nhiêu cách sám hối ạ? Bao nhiêu? Thưa đại chúng là có 4 cách sám hối. Đầu tiên, cách sám hối thứ nhất đó là cái gì ạ? Cái này mình ôn bài thôi nghe, chứ không phải hôm nay chia sẻ về vấn đề này. Mình ôn bài. Cách sám hối thứ nhất đó là gì ạ? Cái mà xí nữa mình sẽ làm nè. À, họ là hồng danh sám hối. Hồng danh sám hối tức nghĩa là mình xướng danh hiệu của chư Phật, mình lạy xuống để mình sám hối nghiệp chướng của mình. Rồi cách sám hối thứ hai là gì ạ? Là tác pháp sám hối. Tác pháp sám hối tức nghĩa rằng là mình trình bày, mình đứng, mình bạch, mình thỉnh chư tăng ra làm một cái buổi lễ để mình làm sám hối nghiệp chướng của mình. Và phương pháp thứ ba đó là gì ạ? Phương pháp thứ ba đó là thủ tướng sám hối. Thủ tướng sám hối tức nghĩa là sao ạ? Tức nghĩa là mình đối trước Phật, cái nơi mà mình ở nó không có chư tăng, nó không có điều kiện để mình làm lễ sám hối, thì mình đối trước Phật, mình bộc bạch, mình trình bày để mình sám hối nghiệp của mình. Có thể là mình ở nhà, hoặc là nhà mình xa, mình không có điều kiện đến chùa, thì chúng ta sẽ đối trước Phật để mình bộc bạch lời sám hối đó. Và phương pháp thứ tư, phương pháp rốt ráo nhất ở trong Phật giáo của chúng ta, đó là phương pháp vô sanh sám hối. Này là nói về lý. Vô sanh sám hối tức nghĩa rằng là sám hối tự tâm của mình. Tức nghĩa là chúng ta không cần phải lễ gì hồng danh, nhưng mà rốt ráo về lý là chúng ta hay nghe rằng là tội từ tâm khởi đêm tâm sám, tâm đã tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới gọi là chân sám hối. Thì đó là phương pháp về lý sám hối, là vô sanh sám hối. Tất nhiên là tâm của mình nó phát khởi lên những cái điều xấu, điều không thiện, thì chúng ta sám hối để chuyển hóa thân tâm của mình. Ở trong đó tâm của mình nó có những cái tâm sở sanh khởi như tham, như sân, như si, như giận, như oán ghét, như là phẫn hận, phú não, tặc sang, cuốn xiểm hại kiêu, rất là nhiều cái tâm thức, tâm sở phát khởi làm cho chúng ta phải khổ đau. Thì việc mình sám hối đây là để cho tâm mình thanh tịnh. Và từ khi mà tâm thanh tịnh thì lời nói, hành động, suy nghĩ nó mới thanh tịnh. Thì lúc này chúng ta không tạo nghiệp. Và khi mà chúng ta quay về, mình ôn lại 4 cái cách sám hối đó. Và cái phương pháp mà chúng ta hay thực hành nhiều nhất đó là hồng danh sám hối. Mượn danh hiệu của Đức Phật để mình sám hối và mình thanh tịnh. Và khi á, sám hối đại chúng nên lưu ý rằng và nên nhớ rằng mình đừng nghĩ rằng Đức Phật là một vị thần thánh. Và khi mình sám hối như vậy là Đức Phật sẽ gánh nghiệp cho mình hay là xóa đi tội lỗi của mình. Mà mình sám hối như vậy là để làm sao ạ? Khi mình lạy xuống một danh hiệu chư Phật, tức nghĩa rằng là chúng ta đang niệm ân và nghĩ nhớ đến Ngài. Trong cái 10 danh hiệu của Đức Phật là bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Khi mà mình lạy xuống một danh hiệu Đức Phật là mình đang tưởng nhớ đến Ngài và mình nguyện học theo hạnh nguyện của Ngài, học theo oai lực của Ngài, học theo sự hành trì của Ngài và thanh tịnh của Ngài. Thì lúc đó là khao thân, khẩu và ý của mình đồng thời thanh tịnh, chúng ta mới không có tạo nghiệp. Và trong cái quá trình cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta hay có cái điều này. Người Việt Nam của mình luôn á, nó hay bị một cái bệnh. Cái bệnh mà chúng ta hay bị nhiều nhất đó, nó phát xuất từ đâu thưa đại chúng ạ? Từ cái gì ạ? Cái gì mà mình nạp vào cũng để nuôi dưỡng cơ thể,
từ cái này, cái gọi là khẩu nghiệp á, cái miệng á, cái miệng là cái mà cái nghiệp nhiều nhất, nên chúng ta gọi là khẩu nghiệp á. Thường á là mình hay ngồi lại với nhau á, 5 người, 10 người vậy đó. Các khi mình nói xấu một người, chúng ta có thể dành 15 phút ra nói xấu 20 người, nói xong đã rồi, cái chúng ta nói, à, thôi kệ chuyện của họ, nói ai chi. Chúng ta bị cái trường hợp như vậy. Tức nghĩa là nói xấu thật là nhiều rồi, 15 phút sau nó đã bao nhiêu người, 20 người luôn, nhưng mà nói xong rồi, mới nói thôi kệ chuyện của họ, nói ai chi. Mà chúng ta đã nói rất là nhiều. Còn trường hợp thứ hai là, nói xong đã chuyện xấu của người khác rồi, cái mình chốt lại một câu, à, xã hội mà, có người này, người kia. À, chúng ta hay bị cái như vậy. Và có cái nữa rằng là khi mà mình nói xấu á, mình nói xấu người khác á, là có cái câu hay chêm vô này, nói chứ không phải nói xấu, nói chứ không phải nói xấu, nhưng mà thật chất là chúng ta đang nói xấu, nhưng mà hay có chêm vô câu để sao, để mình được tự mình thanh cao, để mình sao, để mình chứng minh là mình là không phải là một người nhiều chuyện, là mình bị khẩu nghiệp là nhiều. Nên khi mà mình ngồi xuống mình nói xấu người khác á, thường là chúng ta không nghĩ về tội của mình đâu, mà chúng ta hay nghĩ về lỗi của người. Nên chúng ta hay ngồi lại 5, 7 người là chúng ta hay kể chuyện của người khác. Và khi mình kể chuyện của người khác như vậy á, thứ nhất là mình đang mang một cái nghiệp về miệng, về ý, mình tác động vào, mình tác ý vào cái điều không tốt của người. Và bên cạnh đó chúng ta đang tạo thêm, huân tập thêm một cái nghiệp mới của mình, là cái nghiệp nhiều chuyện. Cái nghiệp mà là hay soi lỗi của người. Trong cái đó chúng ta vô vàn tội lỗi từ quá khứ, hiện tại đến và ngay cả trong tương lai nữa, chúng ta không so xét điều đó mà chúng ta hay nhìn nhân phẩm của người khác để đánh giá. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta đều vướng mắc, đều vấp phải. Và khi mình sám hối như vậy, cái việc sám hối không phải là chỉ để là lạy Phật để mình được diệt tội. Nghĩ như vậy thì nó chưa rốt ráo lắm cho tinh thần của Phật giáo. Sám nghĩa là gì ạ? Sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Sám tất nhiên là ăn năn lỗi trước, hối tất nhiên là từ bỏ lỗi sau. Như vậy mình biết được rằng là trong nửa tháng vừa qua, chúng ta đã gây ra những điều gì, tạo những điều gì không thiện hay là tổn thương người khác, thì mình nguyện hôm nay mình về sám hối để mình không thực tập lại, mình không thực hành lại, mình không vấp phải những cái lỗi lầm đó nữa. Đúng không ạ? Như vậy mới đúng là ý nghĩa của việc sám hối. Nó như theo góc bên đời của nhìn nhận, sám hối như là việc xin lỗi. Xin lỗi. Mà xin lỗi thì sao ạ? Thì chúng ta không vấp phải lỗi đó nữa. Ví dụ như đại chúng đi ra ngoài, hôm nay mình bị vượt đèn, mình vấp quá, mình vội quá, mình vượt đèn đỏ, suýt nữa cái là mình bị xe tông. Thì cái việc mà là mình vượt đèn đỏ như vậy á, cái người mà là suýt tông mình á, họ cũng rất là bất ngờ. Thì chúng ta đứng lại, chúng ta xin lỗi người khác. Và khi mình xin lỗi như vậy rồi thì lần sau mình không tái phạm nữa. Mình đừng có vội vàng, mình chánh niệm trong sự mình lái xe. Dù có vội đi chăng nữa, chúng ta cũng phải ý thức được rằng nhanh một phút là chậm cả đời. Thì chúng ta sao ạ? Xin lỗi người kia thì mình ý thức được rằng sau này mình sẽ không vấp phải điều này. Mình sẽ không phóng nhanh vượt ẩu. Mình cũng sẽ không có vượt qua đèn đỏ để chạy được cái công việc của mình. Thì cái việc sám hối nó cũng vậy. Mình xin lỗi tất nhiên là mình nguyện từ nay về sau mình không làm điều đó nữa. Không làm điều đó nữa. Như việc mà chúng ta đi chùa và một cái đạo tràng rất là thanh tịnh, trang nghiêm, tu tập để sám hối, để lễ Phật, để tụng kinh. Nhưng mà đôi khi cái tâm của mình nó không được tịnh, là mình hay vào nhìn vào cái sự sai sót của người khác. Hoặc là cái người kia họ đẹp hơn mình, họ mặc đồ đẹp hơn chúng ta, họ sang trọng hơn mình, chúng ta nổi lên cái tâm ganh tị. Có. Họ tu tinh tấn, mình cũng ganh tị. Họ không tu, mình cũng ghét. Nói chung là cuộc đời của mình là ai mình cũng ghét. Cái gì mà người ta hơn mình là mình ghét. Họ giàu hơn mình cũng ghét. Họ nghèo hơn mình cũng ghét. Họ ăn ngon hơn mình cũng ghét. Họ ăn dở hơn mình cũng ghét. Họ đi chùa, họ mang dây chuyền, họ đánh son đánh phấn, mình cũng ghét. Họ không trang điểm, mình cũng ghét. Nói chung là mình ghét hết. Cái gì mà không ưa với mình là mình ghét. Họ đẹp hơn mình cũng ghét. Họ xấu hơn mình cũng chê. Cái tâm của chúng ta như vậy. Và khi mình sám hối như vậy rồi thì sao? Mình đối trước Phật, mình nhìn dung nhan của Ngài đó. Mình nguyện rằng là con sẽ không khởi tâm ganh tị nữa. Và khi mình sám hối như vậy là trong nửa tháng vừa qua con ganh tị với đồng nghiệp của con ganh tị với những người bạn đồng tu của con. Thì khi sám hối xong rồi, mình phải buông đi cái tâm đó, không còn khởi lên cái tâm ganh ghét của người khác nữa. Thì đúng đó mới nghĩ là sám hối. Hoặc là trong gia đình của mình, nó mất đi cái tiếng nói, nó mất đi cái sự kết nối giữa bố mẹ và con cái.
cái việc mình đến sám hối, mình đi chùa, mình thay đổi được cái nhận thức và cái đạo đức hay là cái cách sống của chúng ta, nó quan trọng lắm. Nếu như quý vị đi chùa mà quý vị không thay đổi được cái cách sống của mình á, mà khi về nhà á, mình không thể truyền đạo được, mình không thể hòa là một người hoằng pháp viên đem đạo Phật đến cho gia đình mình được. Nên nó quan trọng lắm thưa đại chúng. Mình là một người đệ tử của Phật, xưng danh là Phật tử, tức nghĩa là con Phật hoặc là đệ tử của Phật, thì mình hãy làm sao mình học, học hỏi giống như Đức Phật. Về nhà, sau đó là mình nói là mình không thay chuyển hóa độ được gia đình á, là vì tâm của mình nó chưa tốt, thân của mình nó chưa tịnh, ý của mình nó chưa phải là một người hoàn thiện. Nên chúng ta không thể thay đổi và làm mới được gia đình của mình. Và cái phương pháp sám hối nó cũng như là một cách làm mới. Làm mới tức nghĩa rằng là mình về nhà, mình nhìn gia đình mình thay đổi con người của mình, mình thay đổi tư duy, mình thay đổi lối sống của mình. Đó là làm mới chính mình. Trong gia đình, ví dụ như nửa tháng vừa qua, mình làm cho mẹ mình phải buồn, mình làm cho ba mình phải khổ, hoặc là mình làm cho con mình nó phải khó chịu hằn học, thì khi mình sám hối rồi, mình về mình cũng phải thay đổi điều đó. Thì mới có sự kết nối truyền thông với gia đình, với bố mẹ, với anh chị em. Có thể mình sám hối xong mình thấy rằng là nửa tháng quá mình dùng cái lời nói không yêu thương, không tốt, làm khổ đau cho gia đình của mình. Sau khi sám hối xong mình về nhà, mình ngồi xuống với bố mẹ, mình cầm đôi bàn tay gầy gò, chai sạn vì cuộc đời, vì nuôi chúng ta khôn lớn đó. Mình nói một lời xin lỗi ăn năn. Bố mẹ à, nửa tháng vừa qua con đã dùng những cái lời nói không tốt lắm, không đẹp lắm, làm tổn thương bố mẹ. Con biết rằng trong con có những hạt giống của khổ đau và những hạt giống của sự bất thiện. Và con biết rằng trong bố mẹ cũng vậy. Nên hôm nay con đến chùa, con sám hối, con nguyện ăn năn và con nguyện sẽ cố gắng thay đổi những cái lỗi lầm hay là điều mà con làm cho bố mẹ buồn. Thì cái việc mình sám hối đó là mình sám hối tại tâm tâm của mình và thay đổi được gia đình. Quan trọng là chúng ta có làm hay không. Đừng nghĩ rằng khi mình về mình lại Phật, rồi Đức Phật sẽ cho mình cái này, ban cho mình cái kia. Nghiệp là của chúng ta tạo, thì quả là chúng ta sẽ nhận. Mình đến chùa, mình học đạo, mình không hiểu được cái lý nhân quả nghiệp báo. Cái việc mà là nhân nào quả đó, mà mình cứ kỳ mong, trông đợi, phó thác vào thần thánh hay Đức Phật để được cái này, được cái kia, thì chúng ta chưa hiểu Phật, chưa là phải là một người Phật tử thuần thành và chân chính. Nên khi mình về nhà, mình sống làm sao để thiện, mình sống làm sao để bố mẹ mình cảm thấy bình an. Và khi sự xuất hiện của mình, một người con, một người cháu hay một người anh em hay là một người mẹ, người bố trong gia đình mang đến một cái năng lượng tích cực và một cái sự vững chãi thảnh thơi nhất có thể. Nên mình đi đến chùa, mình tu tập hay việc sám hối hàng ngày cũng vậy. Không phải là chúng ta chỉ có 2 ngày để sám hối, mà ngày nào cũng vậy. Nếu như ở nhà chúng ta có một bàn thờ Đức Thế Tôn hoặc Đức Quan Âm Bồ Tát, buổi sáng trước khi mình đi làm, đại chúng nên lên trước bàn thờ của gia đình, mình đốt một nén nhang, mình thắp, mình nguyện trước Đức Thế Tôn hoặc Đức Bồ Tát. Hôm nay là một ngày mới, con đi ra khỏi ngôi nhà này, là gọi là ngôi nhà huyết thống hay ngôi nhà tâm linh của chúng ta. Con sẽ bươn chải với đời, con sẽ kiếm miếng cơm manh áo. Và đôi khi lúc đó tâm con không được vững vàng, con thất niệm, con quên đi Đức Thế Tôn hiện diện, con quên đi Đức Bồ Tát có mặt mọi nơi. Con lỡ lỗi lầm, làm tổn thương hay có những cái lời nói, suy nghĩ không tốt về người. Thì con nguyện rằng sáng nay con sẽ mang sự tươi mới, một năng lượng bình an đến cho tất cả những người mà con tiếp xúc, con gặp qua. Cứ mỗi sáng như vậy, chúng ta đốt một nén nhang và chúng ta bước ra khỏi căn nhà của mình để mình đi làm hay đi học. Và nó mang được một cái tâm thái của sự vững chãi và một năng lượng tích cực đến cho mọi người. Nhưng rồi vì tập khí của phàm phu, mình là phàm phu mà, nghiệp nó chi phối, chúng ta không giữ vững được cái tâm mà thuần khiết đó, cái tâm mà mình đã hứa hẹn với Đức Phật vào buổi sáng đó. Chúng ta đến công ty, đến cơ sở làm việc hay đến cái nơi mình đi học, mình cũng có cái lời nói hằn học, mình cũng có những suy nghĩ tiêu cực về những người bạn hay người đồng nghiệp của mình. Thì tối về, mình cơm nước xong, mình lo cho con cái mình xong hay là chồng vợ mình xong, trước khi đi ngủ, mình cũng lên cái bàn thờ hay là cái ngôi nhà tâm linh của mình đó,
mình cũng đốt một nén hương trầm, mình ngồi xuống, mình tập hít thở và mình xin sám hối trước chư Phật. Đó là cái cách sám hối mà hồi nãy Quang An có trình bày, đó là thủ tướng sám hối, đối trước Phật đó mình sám hối. Thưa Đức Thế Tôn, thưa Đức Bồ Tát, lúc sáng con đã nguyện và đối trước Ngài, con nguyện rằng một ngày hôm nay con đem sự năng lượng tích cực, con đem những cái tâm yêu thương và hiểu biết đến cho những người con tiếp xúc. Nhưng trong một sự thất niệm nào đó, con đã quên đi điều này. Con đã làm cho người A, người B hay ai đó tổn thương vì con, những lời nói của con. Thì cuối ngày hôm nay con đối trước Đức Phật, Đức Thế Tôn, con xin sám hối và ăn năn. Con nguyện rằng ngày mai và ngày sau nữa, con sẽ thực tập được điều này, con sẽ làm mới chính mình. Và cứ như vậy thưa đại chúng, ngày nào mình cũng thực tập điều đó, thì từ từ cái gọi là huân tập hàng ngày, cái chủng tử nó gieo vào trong hạt giống tâm thức của mình. Thì những cái điều mà mình hằng học, mình sân si, mình khó chịu với cái người bạn hay là người đồng nghiệp của mình đó, nó từ từ nó vơi đi. Mình thực tập bằng cái ánh nhìn của sự dễ thương. Trong ta có hạt giống khổ đau thì người khác cũng có hạt giống khổ đau. Trong người khác có hạt giống của sự yêu thương, của sự dễ thương thì trong ta cũng vậy. Khi mà mình thấy được điều này, tức nghĩ rằng là mình đang làm mới chính mình, mình đang sám hối và đang ăn năn. Đừng cứ nghĩ rằng là về chùa lạy Phật mới sám hối tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp hay không là do chính bản thân và nhận thức của mình vào vấn đề. Và cái việc mà mình về chùa nửa tháng á, cũng là cái sự nhắc nhở của mình, một người Phật tử tại gia với bổn phận. Đầu tiên đó là gì ạ? Khi mình muốn phát nguyện trở thành một người Phật tử, cái điều đầu tiên mình hướng về đó là gì? Làm sao để trở thành một người Phật tử ạ? À, phải quy y Tam Bảo. Và nửa tháng mình trở về chùa, hoặc là có những vị hàng ngày mình đi tụng kinh, mình đi chùa, đó là điều rất là tốt. Nhưng nếu như chúng ta không có thời gian hoặc chúng ta ở xa quá, thì nửa tháng mình đi một lần, thì đó là sự nhắc nhở mình trở về nương tựa vào Tam Bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Cũng như ôn lại năm điều giới cấm, năm điều đạo đức căn bản mà Đức Phật đã chế định cho mình. Thì khi mình quay về mình nương tựa Tam Bảo, tất nhiên là quay về nương tựa Phật là sao? Phật là gì? Phật tất nhiên là sự tỉnh thức. Pháp là gì? Pháp là con đường đưa đến sự tỉnh thức đó. Và Tăng là người hướng dẫn, giúp đỡ cho chúng ta để đi đến sự tỉnh thức đó. Và Phật là sự tỉnh thức, tất nhiên là chúng ta không mê mờ và không mê muội trong bất cứ hoàn cảnh và lý do nào. Nên khi mình quay về mình nương tựa Tam Bảo, đó là mình đang nhắc nhở bản thân của mình phải tỉnh thức trong tất cả mọi vấn đề. Trong cái sự gây cho người khác đau khổ, mình cũng phải tỉnh thức. Nên nửa tháng, ngoài cái việc về quay sám hối, chúng ta còn phải tự mình nhắc nhở mình đã là một người Phật tử hay chưa? Trong nửa tháng vừa qua, chúng ta đã yêu thương người khác chưa? Đã nương tựa Phật Pháp Tăng đúng nghĩa chưa? Đã tỉnh thức chưa? Nên việc rất là quan trọng, mái nhà tâm linh mà tất cả chúng ta đều phải nương tựa về. Và ở trong kinh Tăng Chi chương 2 Pháp Phẩm Người Ngu, thưa đại chúng, Đức Phật có dạy về hai hạng người mạnh nhất ở đời. Điều này chắc đại chúng cũng nghe nhiều. Hạng người thứ nhất đó là sao ạ? Hạng người không bao giờ gây tạo lỗi lầm. Và hạng người thứ hai là hạng người biết lỗi và sửa lỗi. Hạng người thứ nhất là hạng người không bao giờ gây tạo lỗi lầm thì chỉ có bậc thánh mà thôi. Còn chúng ta là phàm phu thì mỗi bước cắt bước chân đi, mỗi cái hành vi lời nói ăn uống cử chỉ đều tạo tội. Và biết lỗi, biết tội mà mình biết ăn năn để chừa bỏ thì được Đức Phật ví trong kinh Tăng Chi là hạng người mạnh thứ hai ở đời, là hạng người biết lỗi mà sửa lỗi. Còn nếu như biết lỗi mà không sửa lỗi thì thôi, vô gián A Tỳ Địa Ngục chờ chúng ta. Nên nó là bởi đó chúng ta có nửa tháng để chúng ta về, chúng ta ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Và trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói thế này: Này các tỳ kheo, có hai loại người ngu. Thế nào là hai? Người có phạm tội nhưng không thấy có phạm tội, và người không chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội của mình. Này các tỳ kheo, có hai loại người trí. Thế nào là hai? Người có phạm tội là thấy có phạm tội, và người chấp nhận người khác như pháp pháp lộ sám hối của mình. Này các tỳ kheo, có hai loại người trí này.
Như vậy rằng là người có tội nhưng không thấy có phạm tội, và người không chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội của mình. Tức là cái người này thấy tội mà không chịu nhận ra tội của mình, và không chấp nhận người khác chỉ lỗi của mình, đó là người ngu. Người trí thì người đấy thấy tội và biết tội của mình, và khi người khác chỉ tội cho mình, chúng ta biết được rằng đó là tội và chúng ta nguyện chừa bỏ thay đổi. Như vậy, người phạm tội, phạm bị bất thiện mà biết mình phạm tội thì đó là người có trí. Nên chúng ta sống trong cuộc sống này mà mình thấy rằng cái điều này không đúng, hay là những người trí chỉ trích nó, phê phán nó, nhận định nó là điều không tốt mà mình biết thay đổi, thì chúng ta là người có trí. Còn mà mình cứ bám chấp vào, năng nặc vì lợi ích, mình khẳng định rằng điều đó không xấu, không làm tổn hại ai và mình cứ làm, thì trong kinh Tăng Chi Đức Phật đó là một loại người ngu. Như vậy thì ở trong là dân gian có câu là lãng tử hồi đầu kim bất hoán, cứ nghĩ rằng là cái người mà ăn chơi quậy phá đến cỡ nào nhưng biết quay đầu là bờ thì người đó quý hơn cả vàng. Và thật may mắn cho chúng ta là nằm trong số đó. Chúng ta biết nửa tháng mình quay về, mình sám hối và ăn năn lỗi của mình. Dù chúng ta có phạm điều gì, chúng ta có làm điều gì bên ngoài, nhưng chúng ta biết điều đó là tội và mình nguyện chừa bỏ không làm nữa, thì người này dân gian ví rằng đó tốt hơn cả vàng và quý hơn cả vàng nữa. Chúng ta nên nhớ rằng là thánh nhân nào cũng có một cái quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai. Thánh nhân nào cũng có một quá khứ là sao ạ? Ngay cả Đức Thế Tôn của chúng ta, một bậc đã giác ngộ rồi, nhưng mà quá khứ Ngài vẫn có những lỗi lầm. Khi mà còn là một người, một con người phàm phu bình thường, hoặc là một người đang đi trên con đường tu tập á, Đức Phật khi xưa là những hóa thân á, là nhờ những cái kiếp trước của Ngài á, Ngài vẫn có tội lỗi, chứ không phải không. Nên thánh nhân nào cũng có một quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai. Tội đồ nào cũng có một tương lai là nếu như người đó biết ăn năn và biết quay đầu. Như chúng ta biết trong cái lịch sử Đức Phật, có một vị vô não đó, Angulimala đó, cái người mà là giết cả ngàn người để được là theo cái vị thầy của mình Bà La Môn á. Vô não còn dịch ra rằng là cái vị mà là có vòng đeo cổ đó, bằng ngón tay á, là vị đó cứ gặp một người nào sẽ giết một người và cắt ngón tay của người đó, kết thành một cái sâu chuỗi đeo trên cổ của mình để đáp ứng được cái nhu cầu của người thầy của mình. Thì cái vị vô não này khi gặp Đức Thế Tôn là người cuối cùng, vì ông đã viết 999 người rồi, còn Đức Thế Tôn là một người cuối cùng. Thì Đức Thế Tôn biết rằng người này sẽ có duyên với mình và mình sẽ độ được, nên Đức Thế Tôn cứ đi chậm rãi. Còn ông này, ông cứ đuổi theo Đức Phật mà không đuổi kịp, thì ông mới nói, này Cồ Đàm, hãy dừng lại. Nhưng mà Đức Phật vẫn cứ thế tiếp tục đi, và ông cứ chạy theo. Đến một lúc thì Ngài thấy duyên đã tới, thì Ngài mới nói, ta đã dừng lại rồi, còn ngươi thì chưa. Thì lúc này Đức Phật mới dùng pháp để độ cho tướng cướp vô não, buông bỏ đi cái chấp niệm và cái sự tà kiến sai lầm đó. Và ông nguyện xuất gia là một người đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì rằng là quan trọng trong tâm thức của chúng ta, khi mình nghĩ điều bất thiện mà mình biết từ bỏ, mình biết ăn năn và mình thấy được điều này không đúng, tức nghĩ rằng là lúc này chúng ta đang học theo Đức Thế Tôn, và chúng ta nguyện cho mình rằng là sống đời sống của tự thanh tịnh và tinh khiết. Thường thường chúng ta cũng hay có một cái rằng là mình sẽ tự hào với những gì mình biết, và chúng ta luôn luôn bảo vệ cho cái tự thân và bản ngã của mình. Ở phương Tây á, có một câu rằng là không sợ cái người ngu, mà chỉ sợ cái người rằng là tự hào với cái ngu của mình. Khi mà mình làm sai mà mình không biết mình làm sai á, mà mình nghĩ rằng cái điều đó đúng á, thì cái điều này mới rất là nguy hại. Còn cái người làm sai á, mình có thể thay đổi họ và giúp họ thay đổi. Còn cái người mà họ làm sai rồi nhưng mà họ tự hào với điều đó, họ không cho rằng đó là sai, thì người này rất khó độ. Người này rất khó độ. Hoặc là cái người mà đọc một cuốn sách á, họ khăng khăng với những cái tri thức họ có được á, điều này cũng rất nguy hiểm. Cái người mà không đọc sách á, thì chúng ta không nói gì, tất nhiên điều này cũng không có đến nỗi. Nhưng mà người chỉ đọc một cuốn sách thôi, người này rất nguy hiểm. Vì họ chỉ bám chấp vào kiến thức và những cái họ có được trong cuốn sách đó. Nên
cái người mà đọc một cuốn sách thôi, họ chỉ khoanh tròn cái phạm vi và nhận thức của họ trong cuốn sách đó. Họ cho rằng mình là trên hết và hiểu biết của họ là tột cùng rồi, và họ không tiếp thu được những lời khuyên của người khác nữa, thì người này cũng rất là nguy hiểm. Nên cái người mà phạm lỗi lầm cũng vậy. Nếu như họ khẳng định và họ chắc mắc vào điều đó, họ không thay đổi được tự thân, thì rất là nguy hiểm cho xã hội. Nếu như xã hội của chúng ta mà tất cả con người và tất cả mọi người trên hành tinh này, xã hội mình đang sống, cứ khẳng định rằng mình luôn luôn đúng, không bao giờ sai, thì xã hội sẽ đi đến đâu? Đó là điều mà chúng ta phải đặt dấu hỏi. Nên người mà biết sám hối, người mà biết thấy tội lỗi của mình, đó là bậc trí, đó là người thiện mà Đức Phật cũng đã từng ví. Có một việc mà trong tâm của mình nó như là bị dính mắc á. Thường thường đại chúng mới thấy là nước chảy á, mà nó động lại một chỗ á, thì làm sao ạ? Nước chảy và động lại một chỗ thì lâu ngày cái vùng nước nó bị dơ, nó không sạch nữa. Nên cái dòng nước nó phải được khai thông và nó được chảy liên tục thì nó mới là suối nguồn của tươi mát được. Và cái việc mà trong tâm của mình cũng vậy. Khi mà mình có tội, mình có lỗi á, mình nên biết sám hối, mình nên biết quay đầu. Còn nếu như không, tâm mình dính mắc hay kẹt vào một điều đó thì mình rất là khổ đau. Có một câu chuyện mà đó là sự thật. Thì từ thời mà Việt Nam mình còn chiến tranh á, tự nhiên câu chuyện này Quang An không chứng kiến, nhưng mà nghe kể lại là có một cái anh lính người Tây á, thì tham gia chiến tranh để phụng bảo vệ đất nước hay là để thực hiện theo cái mục tiêu và yêu cầu của một cái đất nước nào đó ở Việt Nam của chúng ta, tấn công vào Việt Nam. Thì vào một cái làng đó để anh đánh và anh giết cái người địch. Ở Việt Nam mình có cái làng đó là giết địch và giết cái người bạn của anh đó khá là nhiều. Thì anh mới rất là tức, anh bực, anh giận lên. Anh mới tìm cách trả thù. Thì một ngày nọ, anh thấy những cái đứa nhỏ trong cái xóm đó, trong cái làng đó đang chơi với nhau. Anh mới nghĩ một cách là làm sao để trả thù cái ngôi làng này, người dân trong ngôi làng này phải đau đớn như mình. Và anh đem những ổ bánh mì đó, anh bỏ thuốc độc hay là thuốc nổ gì đó vào bên trong. Anh cho những đứa trẻ này ăn. Vì khi xưa nghèo khó, thấy bánh mì rất là thích, thì những đứa trẻ này, năm đứa trẻ này, nó mới lấy bánh mì nó ăn. Và ăn xong thì nó quằn quại, nó sùi bọt mép, nó chết ngay tại chỗ. Anh chứng kiến được cái chết của năm đứa trẻ này làm cho anh bị ám ảnh và anh đau khổ dằn vặt. Mặc dù đã chiến tranh đã kết thúc, nhưng tới tận những cái năm này, anh mới bị dằn vặt trong lương tâm và đau đớn tột cùng. Và anh bị một căn bệnh rất là lạ. Đó là căn bệnh sợ con nít. Ở nơi nào mà anh đi qua mà anh thấy con nít là anh sợ. Vì cái hình ảnh của năm đứa trẻ kia nó cứ ám ảnh và ghim chặt vào trong nhận thức của anh, nên anh rất là sợ hãi. Cái nơi nào mà có con nít là anh tránh, anh né, anh không tiếp xúc, anh không đến. Và cứ thế, chục năm qua, anh sống cuộc đời đau khổ với điều đó. Và đến một ngày, bạn của anh rủ anh đi cái khóa tu. Thì ở phương Tây cũng vẫn có những cái khóa tu dành cho người phương Tây. Thì anh vẫn tham dự để anh xem như thế nào. Và những thời khóa của đại chúng tụng kinh, ngồi thiền hay là học pháp hay là nghe giảng, anh vẫn có mặt đầy đủ. Nhưng mà anh lựa những cái góc nào không có con nít để anh ngồi, vì căn bệnh sợ của anh nó vẫn còn. Và thế là xong cái thời khóa, về tới cái căn phòng để nghỉ á, thì anh chọn một góc riêng của mình, anh không có tiếp xúc vì anh sợ. Đến một lúc, một ngày, anh đủ can đảm và anh trình bày cái việc này cho một vị thiền sư. Thì vị thiền sư này mới chỉ bày anh một cách. Khi xưa, bàn tay của anh đã nhuộm máu, anh đã giết hại năm đứa trẻ kia bằng sự chủ ý của anh. Nên cái ám ảnh đó, cái sự dằn vặt đó, nó gắn sâu vào trong tâm thức của anh tới tận bây giờ, làm cho anh khổ đau. Bây giờ chỉ còn một cách để thay đổi nó, là anh phải đem đôi tay của mình, anh giúp lại cho những đứa trẻ khổ đau và khốn khổ trên cuộc đời này. Thì khi mình nghe vị thiền sư này chỉ anh như vậy, thì anh về, anh mới bắt đầu lập một cái quỹ giúp cho trẻ em khốn khó trên thế giới này. Và anh đi đâu, gặp những đứa trẻ nào cơ nhỡ, thì anh sẵn sàng dùng đôi tay của mình để cứu giúp những đứa trẻ đó. Và căn bệnh của anh từ từ được thuyên giảm. Nên cái việc á,
hành động của chúng ta tạo ra, chúng ta đừng nghĩ rằng là không ai biết. Có thể rằng là người sống chung quanh mình, bạn bè mình, xã hội này không biết điều đó, nhưng lương tâm của chúng ta biết điều đó. Tự chúng ta sẽ dằn vặt và tự chúng ta sẽ áy náy. Và một vấn đề trong lịch sử á, đại chúng cũng có nghe một câu chuyện của một vị vua, mà vị vua này rất là nổi tiếng, mà nhờ vị vua này á mà Phật giáo được lan tỏa nhiều nơi, và các nhà khoa học chứng minh được rằng là Đức Phật là một con người lịch sử có mặt trên cuộc đời nhờ những cái việc làm của vị vua này. Đó là ai ạ? Vua A Dục, chính xác là vua A Dục. Vua A Dục này khi xưa đó, lúc mà ông chưa quy Tam Bảo hay ông chưa biết Phật pháp đó, ông là một người rất là ác, ông rất là ác từ đại chúng. Ông có thể giết tất cả anh em ruột của mình vì cái ngôi vua. Anh có thể xâm chiếm tất cả những nước khác để vì cái ham dục và lòng mong muốn của mình là chinh phục và ngự trị, cũng như là làm chủ một cõi nào đó. Ông rất là ác, bất cứ ai cũng có, ông cũng có thể giết. Và những người nào, những vị quan nào, những vị tướng nào, thần dân nào mà phản lại ông, ông sẽ giết. Và đến một ngày có một vị thánh giả có duyên với vua A Dục, độ được ông, nói được ông nghe, thì ông mới quay đầu. Ông quay đầu về, quay về nương tựa Phật Pháp Tăng và nguyện là một người Phật tử tại gia hộ trì Tam Bảo. Và ông nguyện rằng là ông sẽ yểm trợ cho tất cả các kỳ kiết tập kinh điển mà khi ông còn tại thế. Và nhờ vua A Dục đó mà chúng ta có những kinh điển mình đang tụng hàng ngày bây giờ. Nhờ có những kỳ tập kinh điển đó và sự bảo hộ của vua này mà Phật giáo mới được lan xa đến các nước. Và sau khi ông đã quy y và ông quay đầu, ông hướng nương tựa vào Tam Bảo rồi, thì ông cho những người con của ông đi xuất gia. Đó là một người nam và một người nữ đi xuất gia để truyền bá chánh pháp đến Sri Lanka và các nước Phật giáo ở phương Bắc. Khi xưa ông ác như vậy, nhưng khi ông quay đầu là bờ rồi á, thì ông mới làm những cái việc mà giúp ích cho đạo Phật. Và cái việc này á, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, Ngài Mahakayip á, với lại là vị vua A Xà Thế và các vị thánh tăng á, đã thấy và dự đoán trước rồi. Tất nhiên là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, việc phân chia xá lợi, thì Ngài Ca Diếp mới đem xá lợi của Đức Phật đặt trong bảo tháp để tôn thờ. Và khi đặt trong bảo tháp như vậy á, thì là Ngài Ca Diếp và các vị thánh tăng á, nói rằng hơn 200 năm sau, cũng tại mảnh đất này, sẽ có một con người xuất hiện và con người này sẽ phục dựng và truyền bá Phật Pháp đi muôn nơi. Thì đúng việc là hơn 200 năm sau, vua A Dục có mặt trên cuộc đời. Qua những cái việc làm ác của ổng, khi ổng biết quay đầu rồi, thì ổng mới học Pháp của Đức Phật từ một vị đệ tử thánh giả sau này. Ổng mới cho dựng những cái cột đá để đánh dấu mốc sự kiện nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn hay nơi Đức Phật thuyết Pháp, vân vân, để rằng là khẳng định rằng Đức Phật là một con người có trong lịch sử và có tồn tại, cũng như ca ngợi được cái giáo pháp của Ngài. Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài Mahakayip, vua Xà Thế và các vị thánh tăng á, đưa tháp vào trong tôn thờ mới nói về ba điều này. Thứ nhất là có nguyện, chú nguyện vào trong cái tháp á, ba điều. Một là đèn này không tắt, hai là hoa này không héo, và ba là trầm này không bao giờ hết mùi hương, để ám chỉ cho rằng giáo pháp của Đức Phật sẽ tồn tại và miên trường đến thời kỳ mà vua A Dục xuất hiện. Và trong cái bài trường ca Kalinga, trường ca Kalinga này là của một cư sĩ Trúc Thiên sáng tác. Vì cái Kalinga này là một cuộc chiến tranh, đó là một trận đánh mà một lần vua A Dục này rằng là ông đánh cái nước Kalinga. Lúc đó là ông chưa giác ngộ, thì cư sĩ Trúc Thiên mới làm một cái bài thơ để kể về cái cuộc đời cũng như là ca ngợi đến cái công hạnh của ông vua A Dục. Bài thơ nó có những cái đoạn là: Vương ngắm đôi tay, tay đầm những máu, vương ôm hồn gục xuống giữa hoang vu. Tức nghĩa là vua đó, vua ngắm đôi tay của ông thì tay ông đầy những máu vì những quá khứ ông đã tạo ra. Ông đã giết hại biết bao nhiêu người. Và khi rằng là vua ôm hồn gục xuống giữa hoang vu, tức nghĩa là bãi đất trống đó chỉ có mình ổng bơ vơ. Lúc này ổng mới cảm thấy tội lỗi,
ông mới cảm thấy ăn năn và ông quay về ông nương tựa Phật Pháp Tăng. Sau khi giác ngộ, thì lúc này cư sĩ Trúc Thiên mới làm một bài thơ để ca ngợi rằng: con nguyện sám hối quy y, gươm giáo đó sẽ là chung là tượng, thân tâm này sẽ là bát là y, con thành kính dâng lên niềm tin tưởng, trên khung đời tạc lại nét từ bi. Đây chồi bồ đề, đây ngọc xá lợi, đây ba tạng pháp bảo Pali, trẫm cung kính trao về chư đại đức, đây muôn đời thông điệp của từ bi. Thì trước làm ác, bây giờ ông làm thiện, ông quay đầu 100%, và ông nghĩ là thân tâm này sẽ là bát là y, gươm giáo đó sẽ là chung là tượng. Ông nguyện phụng trì tam bảo và hộ trì cho chư tăng trong việc tu tập và phát triển Phật giáo. Nên đó, khi mà mình sám hối như vậy, chúng ta mới có một cái thắc mắc. Như vậy khi mình sám hối, tội nó có hết hay không? Thưa đại chúng ạ, mình sám hối như vậy, tội nó có hết hay không ạ? Có không ạ? Có, người bảo có, người bảo không. Câu hỏi này luôn luôn sẽ cho chúng ta một cái đấu hỏi rất là lớn. Sám hối tội nó có hết hay không? Ủa như vậy, nếu như sám hối tội không hết thì sám hối làm chi? Nửa tháng về chùa làm chi? Đây là câu trả lời. Thưa đại chúng, ví dụ chúng ta có một cái rổ, ở trong cái rổ đó nó đựng toàn là những cái hột. Hột gì ạ? Có người cái hột xoàn. Luôn luôn tâm thức của mình là nghĩ về cái đó không? Không có ai rảnh đâu mà có cái hột, cái rổ hột xoàn đó cho quý vị. Mình cứ mơ tưởng những cái điều đó không thật. Trong cái rổ đó toàn là những hột. Đó, hột màu trắng. Hột màu trắng, tưởng tượng nha. Bây giờ chúng ta tự tưởng tượng. Bên rổ này toàn là những hột màu trắng trong đó. Bây giờ quý vị bóc một cái nấm toàn là hột màu đen. Quý vị bỏ vào trong cái rổ mà đựng toàn hột màu trắng đó. Như vậy, có phải cái rổ đựng toàn hột màu trắng đó nó sẽ làm chuyển tất cả những cái hột màu đen đó thành trắng hay không? Chuyển không ạ? Không, đúng rồi, không. Trắng là trắng, đen vẫn là đen. Như vậy, ngược lại cũng vậy. Nếu như trong một cái rổ toàn là màu đen, quý vị nắm một nắm hạt màu trắng đó, quý vị bỏ vào trong cái rổ màu đen, thì đen vẫn là đen, trắng vẫn là trắng, nó không thể thay đổi được. Nha, không thể thay đổi được. Thì cũng vậy, tội của chúng ta tạo ra, nó vẫn còn đó. Phước của chúng ta làm, nó vẫn có, vẫn như vậy. Không thể lấy cái phước để bù cái tội, không để lấy cái tội để che đậy hay đánh mất cái phước. Mà thế này, trong một bài kinh, bây giờ này, hồi nãy mình nói rằng là sám hối tội không mất. Người thì nói mất, người thì nói không. Thì bây giờ Đức Phật nói, nghe Đức Phật nói này, nghe cho kỹ như thế này nè. Đức Phật nói thế này, trong kinh Tăng Chi, chương 3 Pháp, phẩm hạt muối, bài kinh hạt muối, Đức Phật ví như sau. Này các thầy tỳ kheo, có người bỏ một nắm muối vào trong một chén nước nhỏ. Các thầy nghĩ như thế nào? Này các thầy tỳ kheo, nước trong chén ấy có vì nắm muối mà trở thành mặn và không uống được, phải không? Uống được không ạ? Bây giờ có một cái chén nước, chúng ta lấy một cái nắm muối, chúng ta bỏ vào trong cái chén nước đó, thì cái chén nước đó nó mặn hay là nó bình thường? Nó mặn. Như vậy là mình uống được hay không? À, không uống được. Thì thưa đúng vậy, Bạch Thế Tôn, vì cớ sao nước trong chén nước nhỏ này là ít, do nắm muối này nước trở thành mặn và không uống được. Đức Phật nói tiếp, ví như này các tỳ kheo, có người bỏ một nắm muối vào sông Hằng. Các thầy nghĩ như thế nào? Này các tỳ kheo, sông Hằng có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được, phải không? Bây giờ có một con sông rất là lớn đó, quý vị lấy một nắm muối, quý vị bỏ vào. Như vậy là có phải vì nắm muối đó mà cái con sông kia nó trở thành mặn không? Và không uống được. À đúng rồi, tất nhiên là bằng nắm muối kia nó quá ít, bỏ vào con sông thì nó quá lớn, nên cái muối kia nó không đủ làm cho con sông trở thành mặn. Thì Đức Phật mới nói, cũng vậy, này các thầy tỳ kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, chút ít cũng không thấy được
trong đời sau nói gì là nhiều. Như vậy rằng là chúng ta thấy qua hai cái ví dụ kia, Đức Phật có ví dụ rõ ràng trong cái tên nấm muối đó. Nếu như một cái nấm muối bỏ vào trong một con sông thì con sông kia nó không trở thành mặn, nhưng bỏ vào trong một cái chén nước nhỏ thì chén nước kia trở nên mặn. Và cũng cùng một cái công vấn đề tạo tội của người này, nhưng người thì sẽ cảm thọ ngay nghiệp báo, sẽ có những cái trổ quả bất thiện, nhưng có người không trổ quả. Quý vị hiểu vì sao? Đây là một giáo hỏa. Khi chúng ta trả lời được câu này thì mình sẽ hiểu được là tại sao cuộc đời này có những người làm ác nhưng mà chưa có quả báo, còn những người làm thiện rất là lớn nhưng mà chưa có kết quả tốt. Là vì sao ạ? Là vì cái người mà làm thiện á, nó giống như là một cái nắm muối. Chúng ta ví dụ muối đó, cái việc mà mình làm đi ha, hành động đó là ác hay thiện đi. Còn cái chén nước đó là coi như là tượng trong cho cái điều thiện và phước mình đã tạo ra từ nhiều đời. Bây giờ phước mình ít, mà khi mình lấy muối đó, mình bỏ vào, mình làm cái điều thiện bất thiện á, nó ngang ngửa hoặc là nó bằng với cái phước của mình tạo ra đó, thì khi mình nuốt cái chén nước kia nó sẽ mặn và chúng ta sẽ trổ quả ngay trong hiện tại. Đó là vì phước chúng ta còn quá mỏng, còn quá ít, còn quá kém. Nhưng mà cái người mà là họ có phước nhiều, ví như là sông Hằng hay là một con sông lớn, cái việc ác họ làm á, nó không đủ để thay đổi và làm cho cái phước họ tiêu vơi đi. Nên cái phước đó là sự bảo hộ. Cái phước mà họ làm ta từ nhiều đời nhiều kiếp, đó là một sự bảo hộ cho họ trong đời này. Nên họ chưa gặp thấy những cái hậu quả hay là những cái điều khổ đau. Nên đừng vì như vậy mà chúng ta không tin và phỉ báng đi luật nhân quả. Chúng ta phải hiểu điều này. Một cái người mà làm ác á, là họ chưa nhận phải tội là vì cái phước họ quá lớn từ nhiều đời nhiều kiếp. Giống như là một cái con sông Hằng nó bảo hộ vậy đó. Nên muối kia nó không đủ để làm cho lay chuyển và làm cho tâm thức của họ gặt ra những cái quả báo khổ đau. Và chúng ta cũng thế. Nên nói rằng là mình á, là tội là tội, phước là phước, không lẫn lộn. Nên nhớ như vậy, làm tội chắc chắn mình sẽ có quả báo, làm phước chắc chắn sẽ gặp được những cái điều thiện lành. Nhưng mà quan trọng cái nào nó lớn hơn cái nào để nó sanh ra thời gian trổ quả trước. Mình làm điều thiện đời này, nhưng mà nhiều đời trước chúng ta gây điều ác nhiều quá, nên đời này chúng ta chưa thể có quả trổ thiện để mình hưởng thụ. Nhưng mà nếu như đời này người kia làm ác quá nhiều, thì chúng ta nên nhớ rằng do có thể đời trước họ làm điều thiện tích đức, nên đời này họ giàu có, đời này họ sang, đời này họ tốt. Nhưng mà đời này họ không biết trân quý gì đó, họ làm điều ác, thì chắc chắn trong tương lai họ sẽ gặt với những điều quả không tốt. Nhưng mà đời này nó chưa đủ duyên để nó trổ cái quả bất thiện kia mà thôi. Đó là điều chúng ta cần phải thấy. Thì cái bài kinh mà là nắm muối này á, chúng ta cần phải hiểu và nắm vững, để khi mà là nói tới vấn đề rằng là nhân quả nghiệp báo con người á, chúng ta mới lấy bài kinh này dựa vào đây để chúng ta soi xét và chúng ta nhận định được, để hiểu được lời Phật dạy là như thế nào. Nói một ví dụ, cái tội và phước á, nó không lẫn lộn được vào nhau nè. Như mấy hôm trước á, quý vị chửi một người, 3 ngày sau quý vị đến gặp người đó, cái người đó họ có còn thích quý vị không? Không, họ sẽ có một cái suy nghĩ không tốt về mình. Như vậy thay vì đó bây giờ sao? Tức nghĩ rằng là cái lời chửi đó đó, nó lời la mắng đó đó, nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ rồi. Tức nghĩa là mình đã gieo nghiệp, mình đã có một hành động bất thiện rồi. Thì cái nghiệp đó mình tạo rồi đó, nó không mắc nha. Bây giờ mình đến mình xin lỗi người ta, mình nói những cái lời tốt đẹp, mình có những cái ái ngữ đến với người ta, thì cái lời chửi kia nó không còn, nó không mắc, nó vẫn còn đó. Bây giờ mình tạo thêm một cái điều rằng là cái lời ái ngữ đó, mình ta thán, mình xin lỗi, mình làm những hành động ăn năn á, quan trọng là cái tâm mình nó có đủ thành kính hay không để ăn năn và xin lỗi họ, thì họ mới không còn nghĩ xấu về mình nữa. Còn nếu như không, cái lời mà chúng ta chửi rủa đó, chúng ta la rầy đó, nó vẫn còn ăn sâu trong nhận thức của họ. Nên tội chúng ta tạo nó vẫn có, vẫn còn đó, nó không mất. Phước chúng ta tạo ra đó, nó vẫn còn nguyên đó, nó không mất. Nên không thể lấy phước bù tội. Đừng nghĩ rằng là mình làm điều này ác này, chúng ta làm nhiều điều thiện sau thì những cái ác kia nó mất đi, nó không có. Không ạ, để chúng đừng hiểu lầm như vậy. Cái tội đó nó vẫn còn. Nhưng mà nếu như cái thiện và cái phước đó nó quá nhiều thì nó có thời gian trổ ra sớm hơn, thì chúng ta sẽ có điều tốt, điều lành đến với mình. Nên các vị thánh á, các vị bậc thánh á, cái phước của họ rất là lớn. Phước họ rất là lớn. Nên những cái điều mà là bất thiện á, họ làm trong nhiều đời á,
Đến khi kiếp này họ tu chứng quả thánh á, thì những cái quả bất thiện kia nó không thể trổ được, vì cái nhân, cái quả của bậc thánh quá cao tột và không có thể làm gì làm lay chuyển được. Mà nói như người thế gian mình gọi là bị sầu nghiệp á, sầu nợ á. Khi mà chứng thánh rồi, ngay trong hiện đời này thưa đại chúng, là tất cả những cái gì nghiệp của quá khứ, bất thiện quá khứ, nó không thể trổ cho họ trong tương lai nữa. Không thể trổ cho họ trong tương lai nữa, họ là vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp. Nên ráng, chúng ta ráng tu trong đời này, cố gắng chứng được thánh. Cố gắng lên. Để những cái gì mà mình nợ người ta 20 tỷ đó, nó coi như xù, không trả. Vì chúng ta đã chứng thánh rồi, thì dù họ không thể đòi được. Nên đó là ráng, cố gắng, ai có nợ thì ráng tu. Ráng tu đi để hết nợ. Còn mà tu không khéo, coi chừng nợ nó gấp đôi. 20 tỷ đời này đời sau thành 40 tỷ. Đó. Nên rằng là trong đời này, hiện kiếp của chúng ta, mình ráng tu tập làm sao để tự thay đổi và chuyển hóa thân tâm của mình. Và cái việc mình sám hối như hôm nay mình về là để mình ăn năn, mình chừa bỏ, mình thay đổi bản thân. Nên việc sau này, sau cái thời chia sẻ, đại chúng sẽ đảnh lễ hồng danh của Đức Phật, như là trong cách phương pháp sám hối Nãy Quang chia sẻ là hồng danh sám hối. Thì lúc mình lạy xuống, mình lạy một danh hiệu Đức Phật, ví dụ như là Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, thì mỗi một lạy như vậy, mình nhớ đến 10 ân đức của Đức Phật, mình nhớ đến hạnh nguyện của Đức Phật, mình nhớ đến sự tu tập của Đức Phật, và mình nguyện làm mới chính mình. Như vậy mới là đúng ý nghĩa của sám hối. Chứ không phải lạy xuống để xin Đức Phật xóa tội cho mình hay là gánh tội cho mình. Đừng nghĩ như vậy. Hoặc là lạy xong có thấy, trời con lạy xong 108 là xong con khỏe dễ sợ luôn á. Mà có nhiều người là lạy mới có 100 lạy, còn thiếu 8 lạy là không chịu, phải lạy đủ. Đủ như vậy Phật mới chứng. Nghĩ như vậy thì không đúng nha đại chúng. Làm sao mình lạy một lạy mà mình nhớ Đức Phật để mình tự thay đổi và làm mới tâm của mình. Và mình về nhà mình làm mới. Thì điều đó mới đúng là tinh thần của sám hối. Nên là sự chia sẻ hôm nay của đại chúng tuy ngắn, chưa có thời gian để cho quý vị đặt câu hỏi. Thì Quang An cũng xin nguyện chúc cho đại chúng tối hôm nay có một ngày sám hối thật là tràn đầy cái năng lượng, cũng như rằng là mình biết được cái ý nghĩa rốt ráo của việc sám hối là gì. Thì từ đó để mình thay đổi tự thân, và chúng ta nguyện làm mới chính mình. Làm mới chính mình đồng thời cũng như làm mới trong gia đình của mình, và làm mới trong cách sống của mình. Thì đó mới đúng là lời Phật dạy được áp dụng vào trong đời sống của mình. Còn nếu như không thì chúng ta sẽ thực hành và thực hiện theo một cách rằng là theo phong trào, theo hình thức, chứ chúng ta chưa hiểu được chính lời Phật dạy là như thế nào. Nên nguyện chúc cho đại chúng tối hôm nay được một buổi sám hối thật là tràn đầy năng lượng và được bình yên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.